Đã trao lại quyền lãnh đạo quốc gia cho quân đội. Trong suốt chiều dài lịch sử của 4.000 năm lập quốc, dân tộc Việt Nam đã trải qua những năm tháng chiến tranh triền miên, khói lửa ngút ngàn. Và cũng có những ngày tháng hòa bình, hạnh phúc. Lịch sử dân tộc Việt Nam cũng đã gắn liền với bao biến động xảy ra dưới vùng trời Đông Á qua bao thế kỷ. Từ thập niên 40 của thế kỷ 20, định mệnh của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam đã trở thành định mệnh của cả vùng Đông Á, khi mà cục diện toàn cầu nằm trong quỹ đạo của các cường quốc, khi mà quốc gia liên bang là Trung Hoa trở thành chiến trường dưới Cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo và lực lượng Quốc dân đảng của thống chế Tưởng Giới Thạch, và cờ hồng của Cộng sản Trung Hoa đã dần dần ngập tràn đất nước Trung Hoa như một tín hiệu về làn sóng đỏ muốn tràn vào bờ Đông Á. Cũng trong những năm đầu của thập niên 40, với tham vọng Đại Đông Á, quân đội Nhật tiến vào Trung Hoa và Việt Nam. Rồi bằng sức mạnh quân sự, Nhật Bản dần dần chiếm quyền thống trị của Pháp tại Đông Dương. Không chỉ là Đông Dương, quân Nhật còn mở rộng chiến trường trên vùng trời Thái Bình Dương châu Á với những trận không chiến dưới quân đội Thiên Hoàng và lực lượng Hoa Kỳ qua trận chiến Chân Châu Cảng vào cuối năm 1941. Đông Á, Thái Bình Dương dậy sóng, chiến tranh bùng nổ và Đông Dương nói chung, Việt Nam nói riêng đã trở thành mục tiêu chiến lược của thế trận toàn cầu. Từ năm 1945, sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, Đông Dương với ba nước Việt, Miên, Lào
đã trở thành chiến trường lớn giữa lực lượng Liên Hiệp Pháp và Cộng sản trong suốt 9 năm dài, từ năm 1945 đến năm 1954. Trong khi chiến sự xảy ra tại Đông Dương, thì tại bán đảo Triều Tiên, lực lượng Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ điều hợp đã nỗ lực ngăn chặn những cuộc tấn công biển người của quân Trung Cộng và Bắc Hàn muốn tràn vào chiếm phía nam lãnh thổ Triều Tiên. Chỉ trong những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ 20, cả vùng trời Đông Á ngút ngàn khói lửa. Và khi chiến tranh tạm chấm dứt tại Triều Tiên vào ngày 22 tháng 7 năm 1953, để rồi gần một năm sau, vào ngày 20 tháng 7 1954, chiến trường Đông Dương tạm lắng với Hiệp định Đình Chiến Genève. Mùa hè năm 1954, một cái cầu nhỏ bắc ngang sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị đã trở thành cây cầu lịch sử, cây cầu lằn ranh giữa hai ý thức hệ, giữa hai chế độ chính trị đối nghịch trên toàn cầu. Cây cầu hiền lương bắc ngang sông Bến Hải, cây cầu phân định lãnh thổ của hai miền Nam Bắc chia cắt theo Hiệp định Genève ký vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Cũng từ những ngày tháng đó, cầu hiền lương sông Bến Hải đã đi vào lịch sử không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Vì chính cây cầu đó là lành mức giữa tự do, dân chủ và độc tài, nô lệ. Cây cầu hiền lương nằm trên trục vĩ tuyến 17 đã mang hồn thiêng của bao người Việt ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do. Cũng chính từ cây cầu này, thông điệp về hòa bình và chiến tranh đã phát đi khi Việt Nam lại tiếp tục hứng chịu những năm dài lửa đạn. Tiếng súng chỉ tạm ngưng trên miền Nam Việt Nam một thời gian ngắn. Hòa bình như những tia nắng vụt sáng rồi lịn tắt trong mây đen của một cuộc chiến kéo dài hơn 15 năm sau Hiệp định Genève. Một cuộc chiến mà lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã nỗ lực làm chủ chiến trường để bảo vệ phòng tuyến đầu của thế giới tự do. Việt Nam, những năm của thập niên 60 đã trở thành chiến trường lớn của cả thế giới, khi mà từng đoàn quân của lực lượng thế giới tự do gồm Hoa Kỳ, Đại Hàn, Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan, Phi Luật Tân đã đáp ứng lời kêu gọi của Việt Nam Cộng Hòa vượt trùng dương đến Việt Nam để cùng với quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngăn chặn làn sóng đỏ từ phương Bắc. Trong khi chiến tranh đang diễn ra trên toàn miền Nam ở mức độ khốc liệt, thì chiến trường miền Nam cũng chứng kiến bao biến động chính trị. Từ cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963 đến các cuộc chính biến do các tướng lãnh tiến hành. Và cuối cùng, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa ra đời. Tổ quốc đang lâm nguy, phải tiền tuyến những cuộc tấn công của cộng sản xâm lăng trên khắp các mặt trận càng ngày càng dồn dập và khốc liệt. Nếu như mùa thu năm 1954, đất nước Việt Nam bị chia đôi theo sự sắp xếp giữa các cường quốc, thì vào mùa hè năm 1975, miền Nam Việt Nam đã bị bức tử khi mà đồng minh Hoa Kỳ muốn viết dấu chấm hết tại chiến trường Việt Nam. We have adopted a plan which we have worked out in cooperation with the South Vietnamese for the complete withdrawal of all U.S. combat ground forces. Kể từ năm 1940, khi quân Nhật khởi động cuộc vạn lý trường chinh Đông Á, mà Việt Nam là tọa độ chính, cho đến mùa hè năm 1975, mùa hè thảm kịch của cuộc chiến Việt Nam, vùng Đông Á và Việt Nam đã hứng chịu bao cơn địa chấn của cuộc chiến tranh, mà mỗi vùng đất là một chứng địa cho cuộc chiến đấu bảo vệ tự do của các dân tộc Đông Á trong khát vọng được sống trong thanh bình. Lịch sử không chỉ ghi lại bằng những trang giấy, mà còn ghi lại qua những hình ảnh trung thực. Mỗi hình ảnh là một chứng tích hùng hồn cho một sự kiện, cho một giai đoạn lịch sử. Từ nhận thức như thế, tập phim tài liệu lịch sử này xin được chuyển đến người xem những thước phim có cả máu, nước mắt, niềm vui, có cả hạnh phúc và khổ đau của dân tộc Việt Nam nói riêng,
và toàn vùng Đông Á nói chung trong suốt 35 năm bão lửa điêu tàn. Vùng biển Đông Á Thái Bình Dương, những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ 20 đã dậy sóng khi đệ nhị thế chiến bùng nổ. Là nỗ lực chính của lực lượng đồng minh, không quân Hoa Kỳ đã khai triển các cuộc không tập vào vùng biển Đông Á, nơi mà quân đội Nhật Hoàng đã hình thành các hạm đội hải quân hùng hậu và những căn cứ hải lục không quân tiền phương cho kế hoạch Đại Đông Á dưới bóng cờ mặt trời. Vùng biển Đông Á vốn đã hứng chịu những trận cuồng phong địa chấn qua hàng thế kỷ đã trở thành chiến trường tiêu biểu với những trận không hải pháo dậy sóng đại dương. Vào mùa hè năm 1945 là mùa hè cuối cùng của quân đội Nhật trong đệ nhị thế chiến, khi mà lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ và tiến chiếm vùng Okinawa thuộc lãnh thổ của Vương quốc Nhật Bản trên vùng Đông Á Thái Bình Dương. Không chỉ Thái Bình Dương dậy sóng, mà cả vùng Trung Hoa lục địa cũng đã trải qua những năm tháng khói lửa khi mà quân đội Nhật xâm chiếm nhiều vùng đất của đất nước đông dân nhất toàn cầu này. Sau Trung Hoa lục địa, ba nước đông dương Việt Nam, Cao Miên và Lào đã trở thành mục tiêu trong cuộc vạn lý trường chinh của quân đội Nhật Hoàng. Và Việt Nam, với vị trí địa lý đặc biệt, đã trở thành tọa độ chính cho tham vọng của quân đội Nhật trong chiến lược làm chủ vùng đất Đông Nam Á. Việt Nam, từ một lãnh thổ thuộc địa của Pháp, đã hứng chịu thêm sự khống chế của quân đội Nhật Hoàng. Giữa lúc Pháp và Nhật đang chia nhau quyền thống trị tại Việt Nam, thì người dân quê của ba miền Nam, Trung, Bắc với những ngày hội dân gian để tạm quên đi những khốn khổ trong đời sống. Và đây cũng là những hình ảnh an bình ngắn ngủi trước khi Biển Đông dậy sóng với những cơn bão lửa của thế chiến toàn cầu. Sống dưới chế độ bảo hộ của người Pháp, trong gian khó, trong đói nghèo, những người dân Việt Nam vẫn cần mẫn lao động để mưu sinh. Công nhân trong các nhà máy vất vả quanh năm. Ở các vùng mỏ than, công nhân ngày đêm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trên đồng ruộng vùng quê, dân nghèo làm nghề nông phải lam lũ trong những vụ mùa với nắng mưa vuốt mặt. Và những người dân khốn khổ đã bán cả sức người để có được gạo, cơm cho đời sống hàng ngày. Vào năm 1940, trong chiến lược thống lĩnh toàn vùng Đông Á, quân đội Nhật đã tiến vào Việt Nam. Bóng cờ Nhật đã phất phới tại nhiều nơi từ miền Bắc đến miền Nam.
năm 1941. Pháp đã nhượng bộ cho quân Nhật quyền kiểm soát nhiều vị trí chiến lược tại Việt Nam, bao gồm cả những hải phận ở vùng Biển Đông. Sức mạnh của Nhật đã cường tỏa ngay tại phủ toàn quyền Pháp tại Đông Dương, mà trụ sở đặt tại Hà Nội. Chính tại trung tâm hành chính này, Pháp đã ký với Nhật nhiều thỏa ước nhượng cho Nhật nhiều quyền hành từ quân sự đến kinh tế. Đông Dương đã chuyển dần từ Pháp sang Nhật trong vai trò bảo hộ. Đường phố của các đô thị Việt Nam đã phải hứng chịu bước chân trường chinh của quân đội Nhật Hoàng. Lá cờ của Nhật từ trên tay Nhật Kiều và những người ủng hộ Nhật đã phất lên như những tín hiệu về sự cường hưng của Nhật tại Đông Dương. Vào tháng 3 năm 1945, Nhật đã bất thần đảo chính Pháp và vô hiệu hóa hệ thống hành chính của Pháp tại Việt Nam. Một trang sử mới khởi đầu trên đất nước Việt Nam sau 80 năm chịu sự thống trị của người Pháp. Đường phố của Việt Nam ngày đó đã xuất hiện những người lính của quân đội Thiên Hoàng. Bóng dáng người lính Pháp, quan chức Pháp đã vắng dần trên phố thị. Nhật chiếm Việt Nam, không phận Việt Nam bắt đầu xuất hiện những phi đội đồng minh không kích vào các căn cứ quân sự của quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản. Vào tháng 10 năm 1941, Thái Bình Dương ngút ngàn khói lửa khi không quân Nhật đã mở các cuộc không tập chiến lược vào Trân Châu Cảng, căn cứ quân sự trọng yếu của lực lượng Hoa Kỳ. Để tạo được một chiến thắng làm bậc thang cho giấc mơ chiếm lĩnh vùng trời Đại Đông Á, không quân Nhật với các phi đội thần phong đã đồng loạt oanh kích vào các chiến hạm hải quân Hoa Kỳ đang bảo vệ hệ thống phòng thủ hải phận quanh Trân Châu Cảng. Hệ thống phòng không của Hải quân Hoa Kỳ đã chống trả mãnh liệt, triệt hạ nhiều chiến đấu cơ của Nhật. Qua trận Trân Châu Cảng, những vũ khí phòng không tối tân, những dàn súng hải pháo trên các chiến hạm Hoa Kỳ đã biểu thị được hiệu năng hỏa lực của một trận không hải chiến khốc liệt nhất kể từ khi Thế chiến toàn cầu lần thứ hai bùng nổ vào năm 1939.